Tạng Bồ Tát bổn nguyện so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí phẩm thứ 10. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nương oai thần của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh về sự bố thí có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước về lớn trong 100 đời 10 đời, những sự ấy tại làm sao thế, cuối xin Đức Thế Tôn dạy cho. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời đau lợi này, giảng về sự so sánh không đức khinh trọng của việc bố thí ở chim phù đề. Ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương, hàng tể phụ, quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, hàng đại sát đến lợi, hàng đại bà la môn, vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, dẫn đến kẻ tật nguyền căm hận, kẻ điếc ngay mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, lúc các vị quốc vương đó vân vân muốn bố thí, nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi các vị quốc vương đại thần đó, vân vân, đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho 100 hàng hà sa chư Phật vậy, tại làm sao? Chính bởi vị quốc vương đó, vân vân, phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo cùng và với những người tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này. Trong trăm hình đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, cũng là những thứ để thọ dùng như y phục, đồ ăn, vân vân. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, vân vân, gặp chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát, Thanh Văn hay Bích Chi Phật đích thân tự sửa sang cúng dường bố thí, vị quốc vương đó sẽ đặng trong 3 kiếp làm vị trời đế thích, hưởng sự vui sướng tốt lạ. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thờ vị quốc vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị trời đại phạm thiên vương. Lại thế này nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau nếu có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, gặp chùa tháp của Đức Phật ở trước, hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sập rách rã, liền có thể phát tâm tu bổ lại vị quốc vương đó, hoặc tự mình đích thân lo sửa sang, hoặc khuyến hóa người khác, cho đến khuyến hóa 100.000 người khác cùng chung bố thí cúng dường để kết duyên lành vị quốc vương đó. Trong 100.000 đời thường làm vua chuyển luân, còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó, trong 100.000 đời thường làm vua nước nhỏ, nếu lại ở trước chùa tháp, có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác, thời được như vậy, thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả, bởi quả báo rộng lớn vô lượng vô biên. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương hay hàng bà la môn, gặp những người già yếu tật bệnh và kẻ phụ nữ sanh đẻ, nếu trong khoảng chừng một niệm sanh lòng từ lớn, đem thuốc men cơm nước dường chiếu bố thí, làm cho những cái được an vui, phước đức đó rất không thể nghĩ bàn đến được. Trong 100 kiếp thường làm vua trời tịnh cư, trong 200 kiếp thường làm vua 6 tầng trời cõi dục, không bao giờ còn đọa vào ác đạo, cho đến trong 100.000 đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ, rốt ráo sẽ thành Phật đạo. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương và bà la môn có thể làm những việc bố thí như thế, sẽ đạt vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem phước đức đó hồi hướng đạo Bồ Đề, thời không luận là nhiều hết, rốt ráo sẽ thành Phật cả, uống gì là những quả trời phạm phương, trời đế thích vua chuyển luân. Này Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên khuyến hóa tất cả chúng sanh đều phải học theo như thế. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có thị nam, kẻ thị nữ nào ở trong Phật Pháp mà gieo trồng chút ít cội phước lành chừng bằng cái lông sợi tóc, hột cát, mấy bụi, phước lợi của những người ấy sẽ hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thị nam cùng người thị nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua chuyển luân mà bố thí cúng dường, thời đặng vô lượng phước lành, thường sanh ở cõi người cõi trời, hưởng sự vui thù thắng vi diệu, như có thể đem công đức hồi hướng cho cả pháp giới chúng sanh, thời phước lợi của người ấy không thể ví dụ thế nào cho được. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp
kinh điển Đại Thừa hoặc nghe thấy một bài kệ, một câu kinh rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính ngợi khen bố thí cúng dường, người ấy được quả báo lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem phước đức hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời phước lợi này không thể ví dụ thế nào cho được. Là về nữa, tại Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp chùa tháp và kinh điển Đại Thừa, nếu là kinh tháp mới thời bố thí cúng dường chiêm ngưỡng lễ lại người khen chắp tay cung kính, nếu gặp kinh tháp cũ hoặc hư rách thời sửa sang tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm làm, hoặc khiến người khác cùng đồng phát tâm. Những người đồng phát tâm đây trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ, còn vị đàn Việt chánh đó thường làm vua chuyển luân, lại dùng pháp lành mà giáo hóa vua các nước nhỏ. Là về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở nơi cõi phước lành đã gieo trồng trong Phật pháp, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho đến chừng bằng sợi lông, cho đến chừng bằng một sợi lông, một mảy bụi, một hột cát, một giọt nước, những sự làm như thế không luận nhiều ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh. Thời công đức của người đó trong hình đời thường hưởng thọ sự vui thượng diệu, còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoặc tự mình được lễ thôi, như thế thời sẽ hưởng quả vui trong ba đời. Cứ làm một phần sự lành, thời được hưởng báo tốt một muôn lần trội hơn. Này Địa Tạng Bồ Tát, những nhân duyên công đức về sự bố thí như thế đó. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Địa Thần Hộ Pháp phẩm thứ 11. Lúc đó vị Kim Lao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị Đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ lớn thật không không thể nghi bàn, độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thệ nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong Diêm Phù Đề, như Ngài Văn Thù, Ngài Cổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm hình tân hình để độ chúng sanh trong sáu đường, nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hàng mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường trải đến kiếp số, như số cát trong trăm hình đất sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sao, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam trong vùng đất của mình ở, dùng đất đá treo gỗ mà dựng cất cái khám cái thất, trong đó có thể họa vẽ, cho đến dùng vàng bạc đồng sắt đúc nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường chim lễ ngợi khen. Thời chỗ người đó ở được 10 điều lết, những gì là 10 điều? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết được sanh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng sự lết, năm là cầu chi cũng tỏa ý cả, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng như thế, thời được sự lợi ích như vậy. Vị Kim Lao Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở chỗ của mình cư trú mà có kinh điển này cùng hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát, thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó, cho đến tất cả sự tai họa như nước lửa trộm cướp, nạn lớn nạn nhỏ vân vân thảy đều tiêu sạch. Đức Phật bảo Kim Lao Địa Thần rằng: Thần lực rộng lớn của ông các thần khác đất đai bằng, vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây cát đá lúa mè tre lao gạo thóc của báu, tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông cả. Nay ông lại tuyên bày những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Này vị thần, trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã dạy, thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai, uống nữa là để cho phải chịu, chẳng phải chỉ có riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương Đế Thích, quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát,
và đọc tụng kinh bổn nguyện này tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui. Vì thế nên nàng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thấy nghe được lễ phẩm thứ 12, một Đức Phật phóng quang tuyên cáo. Lúc đó từ trên đảnh môn Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm hình muôn ức tia sáng lớn, như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tí, tia sáng sắc tí lớn, tia sáng sắc xanh, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màu lục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng may lành, tia sáng tướng may lành lớn, tia sáng tướng hình vòng tròn, tia sáng tướng hình vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báu, tia sáng vòng tròn báu lớn, tia sáng vườn mặt trời, tia sáng vườn mặt trời lớn, tia sáng vườn mặt trăng, tia sáng vườn mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đảnh môn phóng ra những luồng ánh sáng như thế, xong lại nói ra những tiếng rất vi diệu mà bảo đại chúng rằng: này tám bộ chúng trời rồng, người cùng phi nhân, vân vân, lắng nghe hôm nay ta ở tại cung trời Đao Lợi tuyên bày ngợi khen những sự lợi ích, những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hạnh lên bậc thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không lưu sụt nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ai quán tham cầu thỉnh. Lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quán Tham từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, ngài thương xót chúng sanh mắc cội khổ ở trong muôn hình đất thế giới, ngài hóa hiện ra hình muôn ức thân, bao nhiêu công đức và sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài. Con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khác miệng đồng lời ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát. Dầu cho các Đức Phật trong thổ quá khứ, thổ hiện tại và thổ vị lai nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng Đức Phật muốn tuy nói các sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát, cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuy nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tám bộ chúng trời rồng vân vân chiêm ngưỡng lễ lại ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước lành. Ba, Đức Phật tán thán và hứa thả. Đức Phật bảo ngài Quán Tham Bồ Tát, ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi Ta Bà, những hàng trời rồng, hoặc nam tử nữ nhân, hoặc thần hoặc quỷ, cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường. Nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hay mến tưởng đến ông, cùng khen ngợi ông, thời những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chánh giác, quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sanh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự vui vi diệu. Khi nhân quả sắp thành thục liền được Phật thọ ký cho. Nay ông sẵn lòng từ bi lớn, thương xót các loài chúng sanh và tám bộ chúng trời lòng vân vân, mà muốn nghe ta nói những sự lễ chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ông nên lắng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói đó. Ngài Quán Tham Bồ Tát bạch rằng: vâng bạch Đức Thế Tôn, con xin lưu muốn nghe. Bốn, thấy nghe thêm phước trời. Đức Phật bảo ngài Quán Tham Bồ Tát, trong các thế giới về tổ hiện tại nay và vị lai sau, có vị trời nào hưởng phước trời đã mãn năm tướng suy hao hiện ra nơi thân, hoặc có kẻ phải đọa lạc vào nơi chốn ác đạo? Các vị trời đó, hoặc nam hoặc nữ, đương lúc tướng suy hao hiện, hoặc thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm hưởng, một lần đánh lễ, thời các vị trời đó càng thêm lớn phước trời, hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải bị đọa lạc vào ba đạo nữa. Huống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát, rồi đem các thứ hương hoa, đội phục đủ ăn, vật báo chuỗi ngọc, vân vân mà bố thí cúng dường, thời người này sẽ đặng vô lượng vô biên công đức phước lợi. Năm, người bệnh được lợi. Lại vài nữa, này Quán Tham, trong các thế giới về thổ hiện tại nay và vị lai sau, những hàng chúng sanh trong sáu đường, như có kẻ sắp mạng chung mà đặng nghe một tiếng danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát phán qua lỗ tai, thì kẻ mạng chung đó không còn bị đọa vào chốn khổ ba ác đạo. Huống chi là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng thân quyến đem của cả nhà cửa, vật bá huy phục vân vân của người sắp mạng chung đó mà làm của chi phí để tô đắp hay hòa vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi làm cho người bệnh lúc chưa chết hoặc mắt thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa vật báo vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng, thời nhờ công đức này thì được lành mạnh, tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó có nghiệp báo số mạng đã hết, lại có đủ tất cả tội chướng nghiệp chướng đáng lẽ phải đọa vào chốn ác đạo,
xong nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời cõi người, hưởng quả vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chướng thể đều tiêu sạch, sáu tiên vong được phước. Lại tại nữa, này Quán Tam Bồ Tát, về đời sau nếu có kẻ nam tử người nữ nhân nào, hoặc lúc còn bốn bốn hoặc lúc lên 3 tuổi, hoặc lúc lên 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ, cho đến chết mất anh em chị em, đến khi người đó khôn lớn nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến, không rõ là đạt vào chốn nào, hay sanh về thế giới nào, hoặc sanh lên cõi trời nào, người đó như có thể tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nhẫn đến nghe danh hiệu của Ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ. Từ một ngày cho đến 7 ngày đừng thối thất tâm ban đầu, nghe danh hiệu, thấy hình tượng, chiêm lễ cúng dường, thờ quyến thuộc, đã sống cốt của người đó. Nếu do ác nghiệp mà phải bị đọa vào ác đạo, tính ra phải chịu đến số kiếp, nay nhờ công đức tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và chiêm lễ cúng dường của con cái hay của anh em chị em, nên liền đặng giải thoát, được sanh lên cõi trời cõi người, hưởng quả vui thù thắng vi diệu. Còn như quyến thuộc đã sớm phước của người đó, có phước làm đã được sanh lên cõi trời cõi người, hưởng thọ quả vui thù thắng vi diệu rồi, thời nhờ công đức càng thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh, hưởng vô lượng quả vui. Như người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng chiêm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của Ngài đủ số một muôn biến, sẽ làm Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân, mắt cho người đó rõ nơi cõi của hàng thân quyến sớm quốc khi đã sanh về, hoặc trong giấc mộng Địa Tạng Bồ Tát hiện sức thần thông lớn tự dắt người đó đến các thế giới thế hàng quyến thuộc. Nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 biến luôn đến 1.000 ngày, thời người đó sẽ được Bồ Tát sai các vị quỷ thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời, hiện đời món ăn đồ mặc dư dật, không có các thứ bệnh khổ, cho đến các sự tai vạ còn không hề vào đến cửa, huống nữa là đến nơi thân. Rốt ráo rồi người đó được Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho, bảy nguyện lớn sớm thành. Lại về nữa, này Quán Tam Bồ Tát, về đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới, những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm huy, hoặc đem hương hoa, y phục, vật báo, đồ ăn uống, vân vân để cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ, thời chỗ nguyện cầu của kẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại. Lại về nữa, này Quán Tam Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn muôn ước điều, nguyện trăm nghìn muôn ước sự về hiện tại cùng vị lai, thời chỉ nên quy y chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường ngợi khen hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Được như thế, thời nguyện những chi và cầu những chi thể đều thành tựu cả. Lại còn mong Địa Tạng Bồ Tát vận đức từ bi rộng lớn ủng hộ mãi cho người đó trong giấc chiêm bao, liền đặng Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký. Tám được trí huệ. Lại về nữa, này Quán Tam Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối với kinh điển Đại Thừa, phát tâm bất tư nghị muốn đọc muốn tụng kinh điển ấy, dầu gặp đặng bậc minh sư truyền dạy cho những người đó học tập, nhưng đọc rồi quên rồi, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được. Những kẻ thiện nam đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công năng đọc tụng. Những hạng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ mà cụ vân vân cúng dường hình tượng Bồ Tát, dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xoay mặt về hướng nam, khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng uống nước xong phải cử ngũ thân rượu thịt tài dâm vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam cùng thiện nữ đó trong giấc chiêm bao liền thấy Ngài Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên rưới nước trên đảnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền đặng thông minh, một phen nghe đến những kinh điển Đại Thừa ấy thì sẽ nhớ mãi, không bao giờ còn quên một câu kệ nữa, chính tai nạn tiêu trừ. Lại về nữa, này Quán Tam Bồ Tát, về trong đời sau như có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không toàn nguyện, hoặc thân nhiều tật bệnh, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễm nơi thân luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người như thế đó khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, nên chí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến, thời những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, liền đặng an vui, đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng thấy đều an ổn vui vẻ.
mười khỏi hiểm nguy, lại về nửa này quán Tam Bồ Tát. Về đời sau, nếu có người thiện nam, thiện nữ nào, hoặc nhân sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện tư, hoặc nhân sự sanh cùng tử, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Được thế, thời đi qua nơi nào chốn nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn, cho đến dầu gặp loài hầm sói sư tử, nhưng tất cả thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Đức Phật bảo ngài Quán Thâm Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những sự mà các hàng chúng sanh thấy hình nghe tên của ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích, thời dầu nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không hết được. Này Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sinh trong cõi ta bà đây mãi đến trăm nghìn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng xếp oai thần, kiếp số hàng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ trời người lợi ích sự không ngằng, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ báo tận sẽ xa vào đường dữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà lớn vô nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chim lễ việc chẳng lành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ làm quyến thuộc ở nơi nào dầu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng thánh ký Bồ Tát cúi đầu trao, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành mong ra ba cõi lửa xanh, người này đã phát lòng bi lớn trước nên chim lễ đại sĩ hình, nghe tên quy đấng trọn lành cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chứng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành, có kẻ phát tâm tụng kinh sách muốn độ chúng sanh khỏi tai ác, giàu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sốt mất, nhiều người này nghiệp chướng đó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục uống ăn các ngoại cụ cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cưỡng hữu tân, rượu thịt tà dâm cùng dối luống, trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, thấy nghe được lễ phẩm thứ 12. Một Đức Phật phóng quan tuyên cáo, lúc đó từ trên đảnh môn Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm nghìn muôn ức tia sáng lớn, như là tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tí lớn, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng may lành, tia sáng tướng may lành lớn, tia sáng tướng hình vòng tròn, tia sáng tướng hình vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báu, tia sáng vòng tròn báu lớn, tia sáng vườn mặt trời, tia sáng vườn mặt trời lớn, tia sáng vườn mặt trăng, tia sáng vườn mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đảnh môn phóng ra những luồng ánh sáng như thế, xong lại nói ra những tiếng rất vi diệu mà bảo đại chúng rằng: Này tám bộ chúng trời rồng, người cùng phi nhân, vân vân, lắng nghe hôm nay ta ở tại cung trời đao lợi tuyên bày ngợi khen những sự lợi ích, những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hạnh lên bậc thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không lưu sụt nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Hai, quán tham cầu thỉnh. Lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quán Tham từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, ngài thương xót chúng sanh mắc cội khổ ở trong muôn hình đất thế giới, ngài hóa hiện ra hình muôn ức thân, bao nhiêu công đức và sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài, con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khác miệng đồng lời ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát. Dầu cho các đức Phật trong thổ quá khứ, thổ hiện tại và thổ vị lai nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo pháp trong đại chúng rằng Đức Phật muốn tuy nói các sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát, cúi mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuy nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tám bộ chúng trời rồng vân vân chiêm ngưỡng lễ lại ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước lành. Ba, Đức Phật tán thán và hứa khả. Đức Phật bảo ngài Quán Tham Bồ Tát, ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi ta bà, những hàng trời rồng hoặc nam tử nữ nhân hoặc thần hoặc quỷ, cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường. Nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông hay mến tưởng đến ông, cùng khen ngợi ông, thời những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chánh giác, quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sanh vào cõi người, cõi trời.
hưởng đủ sự vui vi diệu khi nhân quả sắp thành thục liền được Phật thọ ký cho. Nay ông sẵn lòng từ bi lớn, thương xót các loài chúng sanh và tán bộ chúng trời lòng vân vân, mà muốn nghe ta nói những sự lễ chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lắng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói đó. Ngài Quán Thâm Bồ Tát bạch rằng: Vâng bạch Đức Thế Tôn, con xin lưu muốn nghe. Bốn thấy nghe thêm phước trời. Đức Phật bảo Ngài Quán Thâm Bồ Tát: Trong các thế giới về tổ hiện tại nay và vị lai sau, có vị trời nào hưởng phước trời đã mãn năm tướng suy hao hiện ra nơi thân, hoặc có kẻ phải đọa lạc vào nơi chốn ác đạo? Các vị trời đó hoặc nam hoặc nữ đương lúc tướng suy hao hiện, hoặc thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lần chiêm hưởng, một lần đảnh lễ, thời các vị trời đó càng thêm lớn phước trời, hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải bị đọa lạc vào ba ác đạo nữa. Huống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát, rồi đem các thứ hương hoa, đội phục đủ ăn, vật báo chuỗi ngọc, vân vân mà bố thí cúng dường, thời người này sẽ đặng vô lượng vô biên công đức phước lợi. Năm người bệnh được lợi, lại vài nữa này Quán Thâm, trong các thế giới về thổ hiện tại nay và vị lai sau, những hàng chúng sanh trong sáu đường, như có kẻ sắp mạng chung mà đặng nghe một tiếng danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai, thì cả mạng chung đó không còn bị đọa vào chốn khổ ba ác đạo. Huống chi là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng thân quyến đem của cả nhà cửa vật bá huy phục vân vân của người sắp mạng chung đó mà làm của chi phí để tô đắp hay hòa vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi làm cho người bệnh lúc chưa chết hoặc mắt thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa vật báo vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng, thời nhờ công đức này được lành mạnh tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó có nghiệp báo số mạng đã hết, lại có đủ tất cả tội chứng nghiệp chướng đáng lẽ phải đọa vào chốn ác đạo, sau nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời cõi người, hưởng quả vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chứng thảy đều tiêu sạch, sáu tiên vong được phước. Lại về nữa này Quán Thâm Bồ Tát, về đời sau nếu có kẻ nam tử người nữ nhân nào, hoặc lúc còn bốn bốn, hoặc lúc còn bốn bốn, hoặc lúc lên ba tuổi, hoặc lúc lên năm tuổi, mười tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ, cho đến chết mất anh em chị em, đến khi người đó khôn lớn nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến, không rõ là đạt vào chốn nào, hay sanh về thế giới nào, hoặc sanh lên cõi trời nào, người đó như có thể tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nhẫn đến nghe danh hiệu của Ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ. Từ một ngày cho đến bảy ngày đừng thối thất tâm ban đầu, nghe danh hiệu thấy hình tượng chiêm lễ cúng dường, thời quyến thuộc đã sống quốc của người đó. Nếu do ác nghiệp mà phải bị đọa vào ác đạo, tính ra phải chịu đến số kiếp, nay nhờ công đức tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và chiêm lễ cúng dường của con cái hay của anh em chị em, nên liền đặng giải thoát được sanh lên cõi trời cõi người, hưởng quả vui thù thắng vi diệu. Còn như quyến thuộc đã sớm phước của người đó, có phước lành đã được sanh lên cõi trời cõi người, hưởng thọ quả vui thù thắng vi diệu rồi, thời nhờ công đức càng thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh, hưởng vô lượng quả vui. Như người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng chiêm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của Ngài đủ số một muôn biến, sẽ làm Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân, mắt cho người đó rõ nơi cõi của hàng thân quyến sớm quốc kia đã sanh về, hoặc trong giấc mộng Địa Tạng Bồ Tát hiện sức thần thông lớn tự dắt người đó đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc. Nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 biến luôn đến 1.000 ngày, thời người đó sẽ được Bồ Tát sai các vị quỷ thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời, hiện đời món ăn đồ mặc dư dật, không có các thứ bệnh khổ, cho đến các sự tai vạ còn không hề vào đến cửa, huống nữa là đến nơi thân. Rốt ráo rồi người đó được Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho, bảy nguyện lớn sớm thành. Lại về nữa này Quán Thâm Bồ Tát, về đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới, những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm huy, hoặc đem hương hoa y phục vật báo đồ ăn uống vân vân để cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ, thời chỗ nguyện cầu của kẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại. Lại về nữa này Quán Thâm Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn muôn ước điều, nguyện trăm nghìn muôn ước sự
Về hiện tại cùng vị lai, thời chỉ nên quy y chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường ngợi khen hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Được như thế, thời nguyện những chi và cầu những chi thể đều thành tựu cả. Lại còn mong Địa Tạng Bồ Tát vận đức từ bi rộng lớn ủng hộ mãi cho người đó trong giấc chiêm bao liền đặng Ngài Địa Tạng Bồ Tát soi đảnh thọ ký. Tám được trí huệ, lại về nữa này Quán Tâm Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối với kinh điển Đại Thừa, phát tâm bất tư nghị muốn đọc muốn tụng kinh điển ấy, dầu gặp đặng bậc minh sư truyền dạy cho những người đó học tập, nhưng đọc rồi quên rồi, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được. Những kẻ thiện nam đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công năng đọc tụng. Những hạng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ ngoại cụ vân vân cúng dường hình tượng Bồ Tát, dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xoay mặt về hướng nam, khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải cử ngũ thân rượu thịt tài dâm vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam cùng thiện nữ đó trong giấc chiêm bao liền thấy Ngài Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên rưới nước trên đảnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền đặt thông minh, một phen nghe đến những kinh điển Đại Thừa ấy thì sẽ nhớ mãi, không bao giờ còn quên một câu kệ nữa. Chính tai nạn tiêu trừ, lại về nữa này Quán Tâm Bồ Tát. Về trong đời sau, như có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không toàn nguyện, hoặc thân nhiều tật bệnh, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc, chia lìa, hoặc các sự tái bã cứ đến khuấy nhiễm nơi thân luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người như thế đó, khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, nên chí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến, thời những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, liền đặng an vui, đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng thấy đều an ổn vui vẻ, mười khỏi hiểm nguy, lại về nửa này Quán Tâm Bồ Tát. Về đời sau, nếu có người thiện nam, thiện nữ nào, hoặc nhân sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện tư, hoặc nhân sự sanh cùng tử, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Được thế, thời đi qua nơi nào chốn nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn, cho đến dầu gặp loài hầm sói sư tử, nhưng tất cả thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Đức Phật bảo Ngài Quán Tâm Bồ Tát, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những sự mà các hàng chúng sanh thấy hình nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích, thời dầu nói đến trong trăm hình kiếp cũng không hết được. Này Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sinh trong cõi ta bà đây mãi đến trăm nghìn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng xếp oai thần, kiếp số hàng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ báo tận sẽ xa vào đường dữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà lớn vô nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ việc chẳng lành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ làm quyến thuộc ở nơi nào dầu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng thánh ký Bồ Tát cúi đầu trao, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành mong ra ba cõi khỏi lửa sanh, người này đã phát lòng bi lớn. Trước nên chiêm lễ đại sĩ hình, nghe tên quy đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chứng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành, có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ác, giàu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sốt mất, nhiều người này nghiệp chướng đó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục uống ăn các ngoại cụ cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thịt tài dâm cùng dối luống, trong 21 ngày chớ sát sanh chuyên lòng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện dằn dò cứu độ nhân thiên. Phẩm thứ 13, một Đức Phật giao phó. Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn, dầu cho các Đức Phật ở mười phương khen ngợi tuy nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông, trăm hình muôn kiếp cũng chẳng hết đặng.
Này Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời rồng tán bộ chúng đây, một lần nữa đem các hàng chúng sanh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông. Ông chớ để các chúng sanh đó phải bị đọa vào các đạo, dầu là chừng một ngày một đêm, uống chi lại để cho chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ, mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi ư? Này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh cõi chim Bồ Đề không định, phần đông đều quen theo thói ác, phản mặt có người phát tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền thối thất, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn nấc để hóa độ thuận theo tâm tánh của chúng đó, hầu làm cho chúng đó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau như có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào trồng chút ít căn lành ở trong Phật pháp, chừng bằng sợi lông mấy trần hột cát giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ để họ thối thức. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước đến cửa địa ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kệ kinh điển Đại Thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt các chúng sanh đó. Ông nên thiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời, hưởng những sự vui vi diệu thù thắng. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: đời nay đời sau chúng thiên nhân, nay ta ân cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong. Hai Bồ Tát tuân chỉ. Bấy giờ Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn chớ lo, trong đời sau nếu có người thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử. Huống nữa là nghe các việc làm rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng, không bao giờ còn thối chuyển. Ba hư không tạm bạch hỏi. Lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạm bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đao Lợi này, nghe Đức Như Lai ngợi khen quay thần thế lực không thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có người thiện nam cùng thiện nữ nào, cho đến tất cả hàng trời rồng vân vân, nghe kinh điển này và nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chim lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thời những cái ấy được bao nhiêu điều phước lợi. Cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói lược việc ấy cho. 428 điều lợi. Đức Phật bảo Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đọc tụng, dùng hương hoa đồ ăn món uống, y phục vật báo mà bố thí cúng dường, ngợi khen chim lễ, thời kẻ ấy được 28 điều lễ như sau đây: một, các hàng trời rồng thường hộ niệm; hai, quả lành càng ngày càng thêm lớn; ba, chứa nhóm nhân vô thượng của thánh; bốn, mãi không thối thất đạo Bồ Đề; năm, đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ; sáu, những bệnh tật không đến nơi thân; bảy, khỏi những tai nạn về lửa và nước; tám, không có bị hại về trộm cướp; chín, người khác thấy đến sanh lòng cung kính; mười, các hàng quỷ thần theo hộ trì; 11, đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai; 12, đời sau sẽ làm con gái các hàng vương giả đại thần; 13, thân tướng xinh đẹp; 14, phần nhiều được sanh về cõi trời; 15, hoặc làm bậc vua chúa; 16, có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước; 17, có mong cầu chi cũng được tọa ý; 18, quyến thuộc an vui; 19, các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch; 20, các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn; 21, đi đến đâu đều cũng đều không bị sự trở ngại; 22, đêm nằm chim bao an ổn vui vẻ; 23, những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ; 24, nếu đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng; 25, các bậc thánh lợi khen; 26, căn tánh thanh lợi thông minh; 27, giàu lòng tự mẫn; 28, rốt ráo thành Phật. 5, 7 điều lợi. Lại vài nữa, này Hư Không Tạng Bồ Tát, như hàng
như hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hành tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà người khen chiêm lễ, thời sẽ đặng bảy điều lết: một, mau chứng bậc thánh; hai, nghiệp ác tiêu diệt; ba, chư Phật đến ủng hộ; bốn, không thối thất bồ đề; năm, bổn lực được tăng trưởng; sáu, việc trời trước đều rõ biết; bảy, rốt ráo thành Phật; sáu, đại hội tán thán. Bấy giờ bất khả thuyết tất cả các đất Phật và đại Bồ Tát cùng tán bộ chúng trời rồng vân vân ở mười phương đến dự pháp hội đó, nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngợi khen tuyên bài sức oai thần lớn chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, được khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời đau lợi rối vô lượng hương hoa thiên nghi chuỗi ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát. Xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chim lễ chắp tay mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển hạ hết. Bổn nguyện Địa Tạng so nhân trong kinh tàn tật công thọng do tiền sanh, đời nay tụng đại thừa phước lợi vô cùng, quý xem báo bản sanh. Nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Đao Lợi Thế Tôn nói pháp màu, Địa Tạng công hạnh rất rộng sâu, thánh giáo mãi truyền sau chẳng hết, khắp lời trời người khỏi khổ sầu, trời Atula dạ xoa thảy, đến nghe pháp đó nên chí tâm, ủng hộ Phật pháp khiến thường còn, mỗi vị xin tu lời Phật dạy, bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc trên đất liền hoặc hư không, thường với người đời sanh tự tâm, ngày đêm tự mình nương pháp ở, nguyện các thế giới thường an ổn, phước trí vô biên lợi quần sanh, bao nhiêu tội nghiệp phải điều trừ, xa lìa các khổ về viên tịch, hàng dùng giới hương xoa bốc sáng, thường gìn định Phật để giúp thân, hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Nam mô tội tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô tội tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô tội tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Ma Ha Tát.